Trong không khí ấm áp, thân tình, sáng nay tỉnh Nghệ An phối hợp với Ban Liên lạc Hội đồng hương Nghệ An tại Hà Nội tổ chức gặp mặt các đồng chí cán bộ lãnh đạo doanh nhân cùng đại diện con em Nghệ An đang công tác và đã nghỉ hưu tại thủ đô Hà Nội. Dự buổi gặp mặt có các đồng chí Thái Thanh Quý, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Nguyễn Văn Thông, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Nguyễn Đức Trung, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Hoàng Nghĩa Hiếu, Phó Bí thư Tỉnh ủy cùng các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Thay mặt lãnh đạo tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Đức Trung thông báo tới bà con đồng hương những thành tựu nổi bật về kinh tế xã hội của tỉnh nhà năm 2022. Mặc dù gặp nhiều khó khăn, gây khó khăn tác động tới hoạt động sản xuất kinh doanh và đời sống nhân dân, tuy nhiên tình hình kinh tế xã hội của tỉnh tiếp tục có chuyển biến tích cực. Riêng về kinh tế Nghệ An, phục hồi và phát triển khá toàn diện trên tất cả các ngành, lĩnh vực, với tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn ước tăng 9,08%, đứng thứ 22 trên 63 địa phương trong cả nước và đứng thứ 2 khu vực Bắc Trung Bộ. Năm 2022, lần đầu tiên Nghệ An vượt mốc thu ngân sách đạt trên 21.000 tỷ đồng và cũng là lần đầu tiên Nghệ An lọt vào nhóm 10 địa phương thu hút đầu tư nước ngoài FDI lớn nhất cả nước. Tỉnh tiếp tục giữ vững thành tích chất lượng giáo dục mũi nhọn, thuộc top 5 địa phương của cả nước về số học sinh giỏi quốc gia, khu vực và quốc tế. Năm 2022 cũng là năm nổi bật của Nghệ An trong thực hiện công tác an sinh xã hội, quan tâm hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng bởi thiên tai, sớm ổn định cuộc sống. Chương trình Tết về người nghèo Xuân Quý Mão 2023, tính đến thời điểm này, đã có hơn 131 tỷ đồng đăng ký ủng hộ. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh nhấn mạnh, những kết quả đạt được của tỉnh nhà trong năm 2022, bên cạnh sự nỗ lực của Đảng bộ và nhân dân tỉnh nhà thì còn có sự đóng góp rất lớn của những người con xứ Nghệ xa quê trên khắp mọi miền. Trong đó có Hội đồng hương Nghệ An tại Hà Nội. Người đứng đầu Ủy ban nhân dân tỉnh khẳng định, Nghệ An rất tự hào đối với những đóng góp cho quê hương của những người con xa quê và cũng sẽ nỗ lực phấn đấu để những người Nghệ An đang xa quê tự hào về tỉnh. Phát biểu tại buổi gặp mặt, các đại diện đồng hương Nghệ An tại Hà Nội đều bày tỏ vui mừng trước những kết quả nổi bật mà tỉnh nhà đã đạt được trong năm 2022. Đặc biệt, những người con xa quê rất ghi nhận tinh thần đoàn kết, khát vọng vì một Nghệ An phát triển nhanh, bền vững của tập thể lãnh đạo và nhân dân trong tỉnh. Các đồng chí lão thành cách mạng, nhân sĩ trí thức, doanh nhân, con em người Nghệ An ở Hà Nội sẽ luôn dõi theo sự phát triển của quê hương, phấn đấu lao động học tập để có những đóng góp thiết thực hơn cho sự phát triển của tỉnh. Tại buổi gặp mặt, ông Lê Doãn Hợp, Chủ tịch Hội đồng hương Nghệ An tại Hà Nội cũng đã thông tin về những kết quả nổi bật của Ban Liên lạc Hội đồng hương Nghệ An tại Hà Nội trong năm 2022.